Reuters vào ngày 21 tháng 5 đưa tin một tòa án ở Ai Cập vừa tuyên phạt 3 năm tù giam đối với cựu tổng thống của nước này, ông Hosni Mubarak, vì tội biển thủ công quỹ. Hai con trai của ông Mubarak cũng bị kết tội và chịu hình phạt 4 năm tù giam. Các công tố viên cáo buộc cựu tổng thống Ai Cập đã biển thủ 125 triệu bảng Ai Cập, tương đương với 17,9 triệu đô la Mỹ. Số tiền đáng lẽ là dùng để tu sửa phủ tổng thống để được chuyển sang xây dựng và trang trí tư dinh của ông. Ngoài ra, thì ông Mubarak cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc lạm dụng quyền lực và ra lệnh giết người trong các cuộc biểu tình khiến cho ông phải từ chức vào hồi năm 2011.